Trong cái buổi ngày hôm nay thì chúng ta chỉ làm những cái tính năng mới trong cái version 4.2 sắp tới thôi. Rồi, chúng ta bắt đầu luôn anh chị nhé. Dạ, em là Chi đến từ phòng training của công ty MetaStep. Thì ngày hôm nay là một buổi rất là đặc biệt. À, bởi vì là trong cái buổi ngày hôm nay thì chúng ta chỉ làm những cái tính năng mới trong cái version 4.2 sắp tới thôi. Dạ, thì không biết là quý anh chị là mình đã nhận được cái thông tin đó chưa? Thì vào ngày 8 tháng 11 sẽ là cái version này nó sẽ được lên sóng. Và cái miền Go Sale của quý anh chị á, là chúng ta sẽ được trải nghiệm những cái tính năng mới này hoàn toàn miễn phí luôn các anh chị ha. Đó, theo như mọi người cũng biết rồi là quý anh chị ở đây nếu mà mình ký hợp đồng lâu năm với công ty á, thì sẽ luôn có cái thông báo là mỗi một quý như vậy á, là có được những cái tính năng mới nè ha, cứ 3 tháng một lần là chúng ta có một quý mới ha. Thì những cái tính năng mới này nên để mà phục vụ cái nhu cầu của quý anh chị, cũng giống như là mình cải tiến thêm những cái tính năng cũ này đó, hoặc là mình sửa lại sau đó cho nó hợp lý. Thì trong tương lai thì bọn em luôn luôn cố gắng là sẽ hoàn thiện hết những cái tính năng hiện có, cũng như là chúng ta cập nhật thêm mới những cái tính năng mà gọi là trên thị trường mình cần thiết phải có vậy. À, để em đọc tin nhắn một chút ha. Tối nay là đổi luôn rồi. À, em mới vừa nhận được thông tin đến từ bộ phận kỹ thuật của chúng ta, đó chính là tối nay sẽ đổi luôn rồi các anh chị ơi, là tính năng mới là tối nay được chúng ta được update lên, cho nên là ngày hôm buổi sáng ngày hôm nay thì mình làm với nhau như vậy là quá hợp lý luôn rồi ha, để mà sang ngày mai là các anh chị mình sẽ có được những cái tính năng mới này mình thử nghiệm. À, rồi bây giờ em sẽ đi chi tiết vào bài ha. Dạ, cảm ơn anh Nam rất là nhiều. Vì ngày hôm nay thì sẽ không theo những cái chủ đề gì cả, em chỉ trình bày những cái tính năng mới được update thôi. À, ví dụ như tính năng này nó có ở trong đâu thì em sẽ nhắc lại một chút xíu về cái gọi là cái khu vực mà chúng ta đang 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 tìm hiểu với nhau ha, để cho mọi người nhớ được là cái tính năng đó nó nằm ở vị trí nào như thế nào. À, và nó có ý nghĩa ra sao. Thì á, anh chị xem qua giúp em ha. Hiện tại là đây là những tính năng mà em sàng lọc ra, em chắt lọc ra để mà em lựa chọn những tính năng nó đặc biệt nhất để trình bày trước cho quý anh chị. Sau đó anh chị hãy coi vào cái mail mà bên công ty em gửi á, thì nó sẽ có tổng toàn bộ hết tất cả những tính năng mới trong cái version này, nó sẽ đầy đủ và nó sẽ chi tiết hơn ha. Còn ở cái bài ngày cái buổi ngày hôm nay á, thì em xin được phép là mình lấy ra những cái tính năng đó thật sự nó đặc biệt ha, nó nổi bật, thì em sẽ làm với quý anh chị. Cái đầu tiên á, à, mà nó là một cái thay đổi lớn luôn anh chị ơi, cho nên là nhà bán hàng của chúng ta là cần quan tâm lưu ý này. À, vì cái này là yếu tố bắt buộc cho nên là em cần phải đưa nó lên đầu tiên, với lại nhấn mạnh cho quý anh chị mình nhớ ha, đó là cái câu chuyện mà tài khoản giao hàng của seller á, sẽ bây giờ sẽ phải đối soát trực tiếp với lại đơn vị vận chuyển anh chị. À, chính vì thế mà quý anh chị ơi, mình sẽ không còn thông qua bên Go Sale mình nữa. Ngày trước đây á thì mọi người cũng biết với nhau là khi mà chúng ta giao hàng qua một đơn vị vận chuyển thứ ba thì á, họ sẽ thu tiền á, về về tại tài khoản của GoSale là ở công ty tụi em. Sau đó thì GoSale sẽ đối soát với quý anh chị đúng không ạ, và đưa lại tiền cho quý anh chị. Tuy nhiên là bây giờ là mình đã bỏ rồi, bỏ luôn rồi anh chị ơi. À, đó chính vì thế mà quý anh chị phải cài tài khoản của các anh chị vào để mà bên đơn vị vận chuyển họ sẽ đối soát trực tiếp với các anh chị luôn. À, vậy thì bây giờ ha, em vào trong cái hệ thống của mình. Thì xin phép là ngày hôm nay em làm cái hệ thống ở ở bên miền Unisell. Đây là một cái tài khoản staging, tài khoản demo của trong phía bộ phận công ty của em á. Đó, thì hiện tại là đã được update lên rồi. Xin lỗi mọi người. Thì đây ha, anh chị sẽ thấy rõ nhất khi mà tối nay nó lên rồi đó, tính năng nó lên rồi, anh chị sẽ vô cái phần cài đặt này và đi tới tiếp theo là cái phần giao hàng và thanh toán. À, anh chị chỏ vào đây giùm em ha, thì bắt đầu anh chị sẽ đọc được cái dòng thông báo này đó, nó có cái dấu chấm than nè. Chú ý nha, mình lựa chọn này chỉ hỗ trợ đến hết ngày 29 tháng 11 năm 2023, sau ngày này
Lựa chọn giao hàng này sẽ bị tắt nếu như bạn không đổi sang hình thức tài khoản của người bán. Dạ, đây, em đang đứng ở cái lựa chọn là tài khoản của GoSale. Thì với cái thông báo này anh chị lưu ý giúp em nha. Đó là hết tháng 11 này là tài khoản của chúng ta nếu không chuyển qua cái mục là tài khoản của người bán như thế này á, là mình sẽ không thể dùng cái phương thức giao hàng được, à, giao hàng với đơn vị thứ ba được. Đây, giao hàng tiết kiệm chấm VN một anh. Rồi, giao hàng nhanh anh thứ hai. Anh thứ ba là Ahamu. Rồi, còn cái anh Việt Nam Post này nè là đây em mở lên cho quý anh chị ha. Thì khi mà nó được ra đời, nó được ra mắt cái đơn vị vận chuyển này á, thì là chúng ta đã triển khai qua cái hình thức là cho kết nối trực tiếp với đơn vị vận chuyển Việt Nam Post này luôn rồi ha. Thì á, giống như là các anh chị mình kết hợp với Việt Nam Post á, thì mình phải có cái mã khách hàng, cái mã hợp đồng, đúng không ạ? Tương tự ba anh còn lại thì chúng ta cũng sẽ phải liên hệ với lại bên phía Việt Nam, bên phía giao hàng tiết kiệm này để mình lấy được cái mã token. À, thì bây giờ em sẽ mở một cái mẫu lên cho quý anh chị xem ha. Rồi, phóng to cái này ra. Đây quý anh chị, cái mã token key này nè. Đó, token key này. Thì anh chị mình lấy ở đây anh chị ha. Đây là cái dòng mã của nó nè. Đó, rất là đơn giản thôi. Chỉ cần anh chị mở tài khoản với lại bên giao vận ha, thì mình sẽ đi vào bên trong, mình sẽ thấy được cái mã token này. Và chỉ cần là mình sao chép nó, mình nhấn cái nút sao chép ở đây. Và sau đó anh chị mình dán quay ngược lại, mình dán vào. Rồi. Đó, khi mà sao chép xong ha, mình quay ngược lại, mình dán vào trong cái phía khu vực mà em đang để chữ này, à, em đang để con chuột nhấp nháy này. Đó, mình dán vào đây là xong ha. Rồi. Tương tự giống như ở bên dưới anh giao hàng nhanh cũng như thế ha anh chị ha. Đó. Đó, hiện tại nó đang bị ẩn cái này. Nhưng mà một lát lúc mà nó hoàn thiện anh chị, nó sẽ có cái phần mà tài khoản người bán ở bên này nữa ha anh chị ha. À, mọi người đừng lo ha. Đây cũng giống như anh Hamu cũng vậy. Đó, mình lấy cái tên tên tài khoản của mình nhập vào đây, và cái số điện thoại mình mở đăng ký với Ahamu thì mình nhập vào đây anh chị ha. Đây. Rồi, mình lựa chọn cái hình thức vận chuyển này. Đó, mình có những cái lựa chọn cho anh chị nè. À, 2 giờ hoặc 4 giờ ha, nếu mình mở hết lên thì mình tích chọn hết lên luôn. Đó. Cái việc mà tích chọn hết như thế này á, đồng nghĩa với cái việc anh buyer, cái người mua hàng á, à, họ sẽ lựa chọn được những cái hình thức vận chuyển theo ý của họ. Ví dụ giống như họ muốn nhận hàng thiệt là nhanh đi, à, siêu tốc luôn, đúng không ạ? Giao trong vòng 1 giờ này, à, hoặc là siêu cấp này, giao hàng nội thành trong 1 giờ này, ha, thì họ sẽ lựa chọn tùy ý thích của họ, đúng không ạ? Thì dĩ nhiên là cái siêu tốc, cái siêu cấp này thì giá tiền nó sẽ mắc hơn cái việc mà mình phải chờ đợi lâu hơn chút xíu, trong khoảng 2 giờ hoặc 4 giờ. À, anh chị lưu ý giúp em cái phần này nha. Đó, hiển thị phương thức vận chuyển trên cửa hàng trực tuyến này. Rồi. Đó là cái thay đổi lớn nhất trong cái version 4.2 lần này. À, và nó cũng chính là cái yếu tố bắt buộc đối với quý anh chị luôn. Cho nên là mọi người lưu ý giùm em về cái chuyện cái việc này nha. À, còn lại thì chúng ta không thay đổi này, tự vận chuyển thì vẫn như cũ này ha, không có gì thay đổi hết. Đợi lưu ý giúp em anh chị ha. Rồi, em có một cái mẫu của bên cái này là giao hàng nhanh, thì mọi người coi giùm em nè. Đó, khi mà mình vô cái thông tin cá nhân đó, đây là cái màn hình mà em chụp ở bên giao hàng nhanh ha. Thì cái cửa hàng của mình nè, đó, tên chủ cửa hàng các thứ nè, thì mình vào cái phần mà thông tin cá nhân thì mình sẽ thấy được cái token API này. Đó, đây là cái dòng đó nè ha. Anh chị mình chỉ cần sao chép nó thôi và dán vô cái mục lúc nãy em mở ra cho anh chị coi là được. Và đặc biệt là trong cái phần đó mình không có cái cần, không cần phải lưu lại gì hết. À, nó nhảy quá, anh chị đợi em xíu nha. Rồi, trong cái phần này ha, mình không cần phải lưu lại gì hết. À, em sorry, có một cái nút lưu ở đây. Rồi mình lưu lại. Sau khi mà mình dán vô như thế rồi thì mình bấm cái nút lưu lại ở phía cuối này. Rồi, xin lỗi quý anh chị nha.
Đó là cái phần mà phương thức giao vận của mình. Rồi, tiếp đến sẽ là cái ví VNPay. Thì trong version này, trong version này chúng em có mở ra thêm một cái phương thức thanh toán mới nữa, đó chính là VNPay. Rồi, anh chị cũng vào đúng cái khu vực lúc nãy giùm em luôn nhé, vào cài đặt. Sau đó mình đi đến cái dòng là giao hàng và thanh toán ở đây. Rồi, quý anh chị sẽ kéo xuống hết cái phần mà giao hàng này, thì mình sẽ lập tức nhìn thấy cái phần phương thức thanh toán. Thì cái phương thức thanh toán này á, chúng ta thiết lập ví VNPay nó sẽ nằm ở khu vực này. Đây quý anh chị ha. Đây VNPay của mình. Thì mình bấm chọn vô nó. Bắt đầu. Rồi quý anh chị đọc cái lưu ý này giùm em nha. Sau khi kết nối tài khoản VNPay thì vui lòng thực hiện giao dịch mua hàng trực tuyến thanh toán với Visa hoặc là ATM để mà đảm bảo kết nối của bạn được hoạt động chính xác. Đó. Thì cái ví VNPay này nếu mà chúng ta dùng tài khoản của GoSale thì mình lưu lại thôi ha. Còn nếu như mà mình dùng tài khoản của chính mình luôn á thì chúng ta phải cần có ID và cái mã khóa bí mật như thế này. Thì anh chị nào mà mình muốn đối soát trực tiếp với lại bên phía đơn vị vận chuyển á, thì mình dùng tài đơn vị VNPay thì mình dùng tài khoản của người bán luôn nha anh chị ha. Rồi. Rất là đơn giản để mà chúng ta thiết lập ra được cái ví VNPay. Rồi. Khi mà mình đối soát như vậy á thì mình sẽ vào trong cái phần mà phần di chuyển. Đúng không ạ? Rồi, anh chị sổ ra giùm em cái dòng đơn hàng này. Rồi, mình đi vô đơn hàng ha. Tiếp đến là mình kéo xuống mình sẽ nhìn thấy cái dòng vận chuyển ở đây. Rồi, chọn vô giùm em này. À, thì đây là cái tài khoản á, mà nó đang hiện tại chỉ có cái phần demo shop tự giao hàng thôi. Cho nên là anh chị sẽ không thấy được những cái đơn vị vận chuyển khác. Còn với tài khoản thật của mình ha, mình dùng những cái đơn vị vận chuyển khác thì nó sẽ show ra hết cho các anh chị mình coi ở đây ha. Và ở trên đây mình có cái gì này, đây tổng vận đơn ha, số đơn vận chuyển này nó lưu lại ở chỗ này cho mình thấy được. Rồi tổng tiền COD thanh toán khi nhận hàng, rồi COD đã đối soát thì nó sẽ cho mình biết được COD của mình đã đối soát là được bao nhiêu tiền ở đây rồi. Tổng tiền COD đã đối soát từ các đơn vị có trạng thái đã thanh toán ở cột thanh toán COD. Thì cái này là những cái đơn nào mà nó có trạng thái là đã thanh toán rồi thì mình mới có tổng số tiền nó nằm ở đây anh chị nhé. Còn tổng tiền COD mà chưa có đối soát thì nó sẽ cho mình biết ở đây. Rồi. Phí giao hàng cũng được liệt kê ở đây. Ha, rồi mình có phí bảo hiểm không? Có thì nó sẽ được liệt kê ở đây hai anh chị ha. Rồi, ở dưới đây là những cái mục mà chờ lấy hàng này. Đó, giống như một cái bộ lọc vậy đó anh chị. Ha, rồi mình dò ở đây giùm em nha. Có những cái trạng thái như thế này rất là hay. Đã lấy hàng, rời điểm giao hàng, đến điểm giao hàng, đang giao hàng, tạm giữ, đang trả hàng. Rồi, kéo tiếp nha anh chị ha. Trả hàng thành công, đã hủy, đã giao thành công. Đó, đó là những cái trạng thái mà khi anh chị mình chọn vào á, nó sẽ lọc ra cho mình thấy được ha. Nó sẽ lấy thấy được những cái đơn nào mà theo cái mong muốn của mình á, dùng cái bộ lọc này rất là hay ha. Và thậm chí ở dưới đây á, mình còn có thêm một cái bộ lọc nữa, phương thức giao hàng này ha. Đó, mình coi theo đúng cái phương thức của mình. Rồi, giao hàng nhanh, giao nhanh, tiền bếp. Đó, rồi mình cũng có thể lọc theo một cái khoảng thời gian nhất định nữa anh chị ha. Và ở bên đây thì mình lọc theo khách hàng của mình, tên khách hàng, mã ha, mã đơn hàng. Rồi, đó là cái phần vận chuyển. Rồi mình tiếp theo thì cái tính năng được cải thiện thêm đó, đó là cộng tác viên anh chị ha. Thì không biết ở đây các anh chị mình có mua cái gói cộng tác viên Dropship không ạ? Thì hồi ở cái version trước, version 3.9 trước á, là em nhớ là nó đã có cái phần cộng tác viên đa cấp giúp cho quý anh chị khi mà mình xây dựng lên hệ thống cộng tác viên Dropship á, những bạn mà đi rải link cho mình á, để mà ăn hoa hồng á. Thì bây giờ á, hệ thống này nó đã nâng cấp lên thêm một bậc nữa.
Đó chính là nó sẽ vẽ cái sơ đồ cây ra, sơ đồ hệ thống cộng tác viên ra cho quý anh chị. Khi mà mình nhìn vào cái sơ đồ này thì mình sẽ hình dung ra được mình đang có được bao nhiêu cộng tác viên, mạng lưới cộng tác viên của mình có phát triển mạnh mẽ hay không khi mà nhìn vào cái sơ đồ này. Vậy thì em vô tới cái phần cộng tác viên nha. Anh chị vào trong cái mục tiếp thị giùm em, những các anh chị nào mà mình có cái mua gói cộng tác viên góp ship này á, các anh chị mình lưu ý nha. Còn những anh chị nào mình chưa mua thì mình cũng có thể tham khảo qua cái sản phẩm này ha, bởi vì đây là một cái sản phẩm mà để giúp cho mình gia tăng được cái doanh thu của mình. Rồi tiếp tục kéo xuống phần cộng tác viên. Rồi anh chị vô cái mục cộng tác viên giùm em ha. Rồi đây là cái phần mà chúng ta đã được thêm mới vào hệ thống cộng tác viên. Đó, mình kéo nhỏ xuống này để mình coi cho nó dễ này. Đây là tài khoản demo ha, cho nên em làm nó vừa vừa thôi. Mình hình dung với nhau này, nếu như mà bây giờ mình có nhiều hơn nó sẽ sổ ra rất là nhiều ở đây. Nó sổ ra chi tiết, anh chị có thể thu nhỏ lại, phóng to lên tùy ý thích của mình. Mình muốn coi như thế nào cho thuận mắt của mình ha. Đó, phóng to hết cỡ cũng được luôn nè anh chị nha. Kéo qua trái, kéo qua phải này, kéo lên, kéo xuống đều được hết. Thì đây em sẽ bây giờ em bắt đầu em đi giải thích một số cái từ ngữ, cái thuật ngữ ở trong cái phần hệ thống cộng tác viên này. Đây là cái cửa hàng của mình, tên cửa hàng của mình, bánh năng lượng ha. Giờ em gom lại, mất tiêu hết rồi. Em sổ ra, mình sẽ thấy được nguyên cái sơ đồ cây như thế này. Bây giờ thì anh chị nhìn vô trong cái sơ đồ này, mình sẽ hình dung ra được là em đang có ba thủ lĩnh, đúng không ạ? Chị Thục Tâm, chị Lệ Chi với chị Chi. Rồi ba chị này là thủ lĩnh của em, những người làm cộng tác viên gọi là giỏi nhất, ok nhất, vô phạm nhất. Thì á em sẽ đặt cho ba chị này là hạng đồng hạng với nhau ha, là cộng tác viên cấp 1. Thì anh chị nhìn lại cũng đủ thấy rồi, họ là cấp 1 của em này. Và từ những anh chị này có quyền tuyển cộng tác viên vào tiếp, giống cái mô hình đa cấp hơn mọi người. Khi mà tuyển cộng tác viên như vậy á thì hệ thống sẽ được tự động hiển thị thông tin của các cộng tác viên như thế này cho quý anh chị mình thấy luôn. Đó, hiện tại thì chị Thục Tâm và chị Chi ở bên này nè là chưa có những người cộng tác viên cấp dưới của hai chị này, chưa có. Nhưng mà chị Lệ Chi ở phía dưới này, chị lại tuyển được hai anh cấp dưới trực tiếp của chị. Đó, giống như trong cái mô hình này nó có để là đây, mã này là mã số nha anh chị ha, cái mã cộng tác viên á, mã giới thiệu á. Rồi tương tự rồi tiếp đó này, tiếp đó cái chức danh, rồi cái số điện thoại, doanh thu cá nhân ha, mình xem được doanh thu cá nhân của người này. Đó, cũng giống như chị Lệ Chi nè, có cái doanh thu cá nhân này. Rồi cộng tác viên cấp dưới của chị ha, nó sẽ gom hết luôn các anh chị ha. Đó, nó tính gom hết trọn gói luôn, là ví dụ như chị này đang có ba người, nó tự hiểu là cấp dưới là liên đới luôn á, là ba người này nè. Đây còn cái dòng mà cộng tác viên cấp dưới trực tiếp á, là chỉ có hai người thôi, đây là chị này, chỉ tuyển chị Hoàng My với lại chị Mỹ Dung vào. Đó là chị, hai chị này á, là cấp viên cộng tác viên cấp dưới trực tiếp của chị Lệ Chi ha, thì không có tính cái chị Chi 1, 2, 3 này vô đó. Nhưng mà tổng hết con số cộng tác viên của chị á, là được ba người nha anh chị ha. Đó đó thì mình nhìn vô cái số liệu này, nó thống kê ra để mà mình biết được là cái người thủ lĩnh nào của mình đang đang làm việc tốt, đang mở rộng mạng lưới cho mình. Rồi thu lại ha, mình có thể thu lại được này, mình có thể sổ ra được này, đó mở ra gom vô thu lại đều được hết nha các anh chị ha. Đó gom lại cho nó gọn cũng được luôn. Rồi đó là cái tính năng cộng tác viên mình được cải tiến thêm ha. Tiếp đó là khi mà anh cộng tác viên xin lỗi mọi người, thời tiết khó chịu quá, bệnh quá. Thì khi cái anh cộng tác viên này á, ảnh đi tạo đơn hàng mới cho cái người khách của ảnh á, thì ở trong cái phần này bên phía bộ phận rồi đó, bộ phận làm ra sản phẩm của công ty em á cũng đã có một chút cải tiến ở đây. Rồi em vô cái phần cộng tác viên ha. Đó em lấy ví dụ đây là một cái người mà đi rải lên cho mình nè,
Đó thì họ sẽ phải đi vào trong trang cá nhân của họ, xong rồi họ đi đến cái phần cộng tác viên. Đó là cái mục cộng tác viên của họ. Rồi bắt đầu, giả dụ như bây giờ ha, em đi rải lên, nhưng mà em rải chúng cái những đối tượng mà gọi là người ta không có biết sử dụng, sử dụng những cái thiết bị máy tính như thế này để mà mình lên mua hàng online thì sao đó. Thì bắt đầu cái người đó, cái người mua gián tiếp đó lại bắt đầu yêu cầu là thôi em đặt hàng giùm chị đi. Em cứ đặt hàng giùm chị đi rồi á, chị thanh toán tiền cho em luôn. Vậy thì sao anh chị? Thì mình có cái tính năng là tạo đơn hàng này, cho phép cộng tác viên của mình có thể tự tạo đơn hàng cho khách hàng của họ, đúng không ạ? Và thậm chí là khi mà mình tạo đơn vậy nè, mình tự chọn được cái đơn vị vận chuyển, đúng không ạ? Tự chọn được đơn vị, tự chọn phương thức thanh toán. Thì bây giờ giữa hai bên thương lượng với nhau đi ha, thì các bạn này bạn nói là em sẽ chọn phương thức chọn vận chuyển gì cho chị nè, đó, chọn vô rồi thanh toán. Chị muốn thanh toán là làm sao, chuyển khoản hả chị, hay là chị muốn giao hàng xong rồi mới nhận tiền? Giao giao hàng xong rồi chị mới trả tiền cho người ta ha. Thì mình có thể lựa chọn những phương thức ở trên này. Em làm thử một cái đơn ha. Đó, khi mà mình chọn sản phẩm xong, bắt buộc cái điều kiện ở đây là mình phải chọn thông tin người nhận, theo ý chị ha. Đó, mình chọn thông tin người nhận vào nè, thì người ta mới đo được cái số km để mà người ta ra được cái số tiền chúng ta vận chuyển ha. Ở đây thì em đang khống chế là em chọn cái tự giao hàng thôi. Hoặc là nếu mà ở đây mình chưa có thông tin của người nhận ở đây thì mình có thể thêm mới cái người khách hàng này vô. Đó, mình tự tạo mới thông tin ra. Rất là đơn giản. Rồi. Đó, thì cái tính năng mới này trong cái version 4.2 này á, thì cái tính năng được cải thiện trong cái sản phẩm cộng tác viên đó chính là phương thức giao hàng. Đây, ở đây chúng ta đã có phương thức giao hàng rồi ha. Nè, bấm hoàn thành. Đó, cái đơn nó đã thành công rồi ha. Rồi. Vào trong cái đơn hàng. Đó, chị Thủy mới nãy mới mua nè. Đó. Rồi cái này anh seller, anh xác nhận đơn, anh thấy ok hết rồi. Rồi anh xác nhận đơn. Đó, để anh đi giao hàng thôi. Đó. Rồi. Đó là phần cộng tác viên chị ha. Tiếp đến là chúng ta sẽ có cái mục bộ sưu tập. Rồi trong bộ sưu tập có cải tiến thêm nhóm khách hàng cho bộ sưu tập và hiển thị tùy chọn thuộc tính sản phẩm. Rồi, trong phần bộ sưu tập chúng ta đi tới cái phần bộ sưu tập anh chị ha, trong sản phẩm này. Đó, chúng ta kéo đến cái dòng thứ ba, thứ tư sẽ thấy là bộ sưu tập sản phẩm. Rồi khi mà mình muốn tạo mới một cái bộ sưu tập thì mình ấn vào cái nút này anh chị nha. Đây, tạo ra một cái bộ sưu tập. Mình dùng thủ làm thật bằng thủ công hay là mình tự động. Nếu mà thủ công á thì ở phía dưới này chúng ta sẽ phải thêm những cái sản phẩm thủ công vô. Còn nếu mà mình bấm tự động như thế này á thì mình sẽ đặt điều kiện cho nó, ví dụ tên tiêu đề, có chữ bánh đi ha, thì những cái sản phẩm mà có dính chữ bánh này nó sẽ được lập tức đưa vào trong cái bộ sưu tập này hết nha quý anh chị ha. Rồi bây giờ chúng ta cái phần khách hàng áp dụng đây. Đó, đây là cái mục mà để giúp chúng ta sẽ phải làm lựa chọn những người vị khách hàng nào được thấy cái bộ sưu tập này. Đây là một cái tính năng mới. Em lấy ví dụ như thế này nhá, ví dụ giống như mình muốn ưu đãi hoặc là mình muốn giảm giá cho những cái đối tượng mà mình ưu tiên đi, mà mình không muốn những cái khách hàng khác người ta thấy được người ta thấy được, người ta phân biệt thì sao, đúng không? Thì bây giờ mình tạo ra cái bộ sưu tập này chỉ dành riêng cho những cái người khách hàng mà mình muốn ưu tiên thôi ha. Thì chúng ta đi vào cái phần áp dụng khách hàng ở đây. Đó anh chị ha, nó có cái dấu chấm ở thang ở đây nè. Rồi mình đọc cái phần lưu ý này ha. Đó, bây giờ mình muốn có được cái phân nhóm khách hàng này á, đầu tiên là quý anh chị mình phải tạo ra phân nhóm khách hàng, đúng không ạ? Trong cái phần CRM này nè, Thủy nha. Okay. Rồi, nó có phần phân nhóm khách hàng nè anh chị.
Khi mà mình tạo ra được những đối tượng khách hàng của mình rồi, vô gom chung chung lại một cái nhóm rồi, thì bắt đầu mình mới đi qua tới cái phần mà bộ sưu tập đó, mình gắn nhóm đối tượng vào. Cái cách mà để tạo ra nó cũng đơn giản thôi, là anh chị dùng thẻ tag cũng được. Trong đó có những điều kiện rất là nhiều, trong phần thu nhóm khách hàng đó, nó có rất là nhiều điều kiện. Mình có thể mình gắn tag cho khách hàng nè, xong mình gom lại một nhóm được nè. Rồi bộ sưu tập sản phẩm ha. Tôi xin phép mở cái cũ em đã từng làm rồi. Rồi ví dụ giống như khách hàng đại lý một đi, mình sẽ ưu tiên cho đại lý cấp 1 của mình nè, sẽ nhìn thấy những cái bộ sưu tập sản phẩm này, hoặc là khách hàng VIP như thế nào đó. Khách hàng VIP này, khách VIP, những khách VIP sẽ ưu tiên nhìn thấy bộ sưu tập này, bởi vì khi mà mình đưa nó vào một bộ sưu tập gì á, mình có thể sửa lại. Mình sửa cái gì lại à? À đây đó, mình sửa cái bộ lọc này kia các thứ lại này, mình cho người ta thấy được bộ lọc của mình là đang đang hiện ra như thế nào. Rồi cái bộ lọc này là trong các cái version cũ là nó đã có lâu rồi anh chị ha. Rồi em không có nhắc lại cái phần này, tuy nhiên là cái chi tiết mới ở đây này, trong version 4.2 này sẽ có thêm cái tính năng, đó chính là tùy chọn thuộc tính. Từ trước tới giờ á thì mình chưa có cái này, nhưng mà bây giờ thì có rồi. Nhưng mà anh chị thông cảm giúp em là hiện tại là người ta đang sửa để cho tối nay mình hoàn thiện hơn á, cho nên là cái chỗ này nó bị chắc bóp. Anh chị coi đỡ giùm em trong cái đây ha, em có chụp hình sẵn cho mọi người rồi nè. Đây để em kiếm nó cho anh chị ha. Đây tùy chọn thuộc tính này. Cái đó cái cũ của mình nó chỉ là tùy chọn lọc thôi, lọc theo khoản giá, theo theo khoản giá, theo phân loại, theo khuyến mãi này, hoặc là đơn vị, hoặc là chi nhánh. Nhưng bây giờ thì mình có tùy chọn thuộc tính, anh chị biết là sao không? Bởi vì á là họ có một số khách hàng á, họ góp ý lên với công ty tụi em là bây giờ họ họ bán kim cương á, thì bây giờ khách hàng vô mua nhiều nhiều cái ly ly quá, kim cương thì nó có nhiều ly, nhiều loại, nhiều giá tiền quá, thì giờ sao họ muốn coi là bộ có bộ lọc nào mà cho ra cái phần kích thước thật ha, kích thước của sản phẩm này, hoặc là cái thương hiệu, hoặc là cái xuất xứ của sản phẩm đó, xuất xứ của sản phẩm, thì tụi mình cũng có thể làm được. Tụi mình bắt đầu làm theo ý khách hàng rồi anh chị ha. Đây thương hiệu này, Chủ nhà trong cái cửa đó không thấy là lấy đâu rồi. Hello kia, hình như chưa mở mic kia. Alo, 1, 2, 3, 4. Rồi, rồi. Rồi, cảm ơn em. Nó trục chặt. Rồi, xin lỗi mọi người ha, có trục chặt chút xíu. Rồi, em tiếp tục ha. Thì những cái dòng như thế này là mọi người có thể xóa được. Bấm nút xóa ở đây được hết. Được hết nha mọi người ha. Mình sửa lại, mình thêm mới vô. Không phải là thể tích thì là kg. Là theo heo ni, heo đó, theo những cái nào mà nó phù hợp với lại cái bộ sưu tập sản phẩm của tụi mình. Rồi điểm nổi bật như thế nào nữa này, đó đó là cái phần mà bổ sung. Thử cái bộ sưu tập này ha.
Hiện tại là người ta đang chỉnh sửa cho nên cái phần đó là mọi người không có thấy được. Đó, thì khi mà ra cái bộ sưu tập này nó cũng có cái hình dạng giống vậy á. Ở bộ lọc của mình ở đây nè. Xong sau đó là cái tùy tùy chỉnh thuộc tính á, nó sẽ nằm ở đây, nằm phần này. Đó, nó sẽ show mình coi ha. Đó. Thì mình cũng lọc tương tự y chang cái phần bộ lọc này thôi, nó không khác xíu nào hết. Đây. Bộ sưu tập sản phẩm của tụi mình nè. Đây. Em đi tiếp. Tiếp tục. Chúng ta sẽ có cái phần bot mình cải thiện cho cái phần BOS này. À, là mình có thể là được bỏ tích điểm cho khách hàng luôn. À, trước đây á, khi mà mình dùng cái phần mà tích điểm trong cái chương trình membership này á, thì mình sẽ cho tích điểm đồng loạt hết trên online lẫn offline luôn. Tuy nhiên là bây giờ là mình có cho phép thêm cái quyền gọi là bỏ tích điểm cho khách ở trên cái BOS. À, cái mục đích là như thế nào? Bây giờ em mở ra nha. Rồi. Đơn hàng nè, rồi BOS bán hàng tại quầy. Rồi, cái bot tính tiền của mình đúng không chị? À, giờ lên một cái đơn thử cho khách ha. Đó, thì khi mà mình muốn khách nhận được điểm hay như là thế nào á, là bắt buộc mình phải có thông tin của khách hàng. À, đó, mình lưu thông tin của khách hàng vô. Rồi. Có thông tin khách hàng đầy đủ. Thì lúc này á, anh chị sẽ thấy cái dòng là khách hàng sẽ tích lũy được 14 điểm cho đơn hàng này. Đúng không ạ? Bình thường nó sẽ là như vậy. Nhưng bây giờ là mình muốn không áp dụng tích điểm này. À, mình không có tích điểm cho cái đơn hàng ngay tại quầy nữa. À, cái mục đích mà mọi người bên Rồi Đất á, họ tạo ra cái tính năng này á, để nhằm cái mục đích là trong, em giả dụ như là anh chị có những cái chương trình mà điều hướng cho khách hàng của mình lên trên online để mà mua hàng thì sẽ được tích điểm ở trên đó đi ha. Đó, thì mình làm cái vụ này cũng được nè. Thì khách hàng mua offline ngay tại quầy sẽ không nhận được điểm. Tuy nhiên là đi lên trên online á, mua trên app hoặc là mua trên web nè thì sẽ được nhận số điểm, à, có điểm thưởng như thế này. Đó. Vì điểm thưởng này á, thì mình sẽ có cái chương trình quy đổi điểm thưởng ra để mà khách hàng có thể là trừ trực tiếp vào trong đơn hàng tiếp theo được. À, đây, không áp dụng tích điểm này. Thì ngay lập tức là cái chị Chi Đào này chỉ sẽ không nhận được cái số điểm khi mà chỉ mua tại quầy. Đó, chỉ nhận được điểm khi mà mua online thôi. Còn giả dụ như bây giờ ha, à, giả dụ như bây giờ là đơn hàng đã thành công rồi, ví dụ mua trên online đi. À, nhưng mà tuy nhiên sau đó thì quý anh chị lại không muốn tích điểm cho cái vị khách hàng đó. À, ví dụ là vậy. Thì anh chị cũng có thể vào trong phần danh sách đơn hàng này. Mình mở ra cái đơn hàng nào mà đang chờ xác nhận ha anh chị ha. Rồi, đã giao hàng thử này. Đã giao hàng xong rồi, hoàn thành tất rồi. Thì mình không có thể nào mà sửa đơn hàng ở đây được hết trơn á. Mình chỉ có thể sửa đơn hàng ở những cái đơn mà đang chờ xác nhận thôi anh chị ha. Đây, đang chờ xác nhận này. Thì bắt đầu anh chị sửa đơn hàng cùng với em. Hiện tại là nó đang 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 sửa chữa chỗ này một xíu. Bình thường nó cũng sẽ có được cái nút gọi là không có cho khách hàng nhận điểm ở cái đơn hàng này. À, mình tích vào đó ha. Em cũng có chụp lại cái hình. Đây. Đó. Đó, thì khi mình vô mình sửa đơn hàng như vậy á, thì mình sẽ thấy được cái dòng là không áp dụng tích điểm. À, thì mình bấm vào cái ô vuông này thì ngay lập tức là cái khách này á, khi mà hoàn thành đơn xong rồi thì khách không có nhận được điểm cho cái đơn hàng này ha anh chị ha. Không biết là quý anh chị ở đây mình còn nhớ cái phần là tích điểm mình sẽ cài đặt ở đâu không ạ? Em để em hướng dẫn lại một chút nha. Thì trong cái phần tích điểm này á, mình sẽ đi vào cái phần tiếp thị này. Rồi, mình kéo xuống cái điểm thành viên. Rồi, bắt đầu mình động. Chương trình của bạn hiện tại đã được kích hoạt. Đó, mình đang muốn kích hoạt cho khách mình có điểm thành viên, có điểm số để tham gia. Còn nếu như mà mình không muốn tích điểm cho khách luôn á, thì mình sẽ lập tức là mình sẽ gạt cờ xuống anh chị ha. Mình gạt cái lá cờ này xuống này. Là những cái số điểm là nó sẽ không có được cộng cho khách. Rồi, kích hoạt tính ngày hết hạn cho thành viên, à, 30 ngày.
tất cả khách hàng sẽ hết hạn sau 30 ngày. Rồi, cái này thì 365 ngày đi ha. 30 ngày thì quá ít. Đó. Sau 1 năm, nếu mà khách hàng không dùng cái số điểm đó thì nó sẽ tự động mất đi. Đây, em tích chọn vô đây ha. À, thì cái mục đích để cho khách hàng của mình á có thể là kích thích họ mua hàng nhiều hơn, với cái số điểm đó họ sẽ được quy đổi ra tiền luôn, mà trừ tiền trực tiếp trên đơn hàng luôn. Rồi, tiếp tục tùy chỉnh phương thức khách hàng tích điểm nè. Rồi, em lấy ví dụ ha, khách hàng sẽ được nhận 1 điểm cho mỗi 10.000 đồng mua hàng. Thì bây giờ khi mà ví dụ nha, khách mua một cái đơn 10 100 ngàn đi. Đó, thì em đang để cái điều kiện là 10 ngàn thì sẽ được 1 điểm. Vậy thì đơn hàng này 100 nghìn thì khách sẽ có được 10 điểm nha. Đó, khách có được 10 điểm này. Đây, tiếp tục. Vậy thì bắt đầu mình quay qua đến cái chuyện mà sử dụng điểm. Thì khi mà mình quy đổi như thế này, bắt buộc ở đây là một điểm nè, thì bắt đầu khách sẽ được trừ bao nhiêu tiền cho cái đơn hàng của khách đó. Ví dụ giống như là em 1 điểm thì em trừ 100 đồng thôi chẳng hạn vậy, hoặc là em trừ 1.000 ha, 1 điểm tương đương với 1.000 đồng đó. Đây là chương trình quy đổi của em, hoặc là 1.000 thấy cao quá thì thôi để lại 100 đồng thôi. Đấy. Thì anh chị nhìn giùm em ha, ở đây có hai cái tính năng mới mà sắp sửa trong tương lai là sẽ ra mắt cho quý anh chị nè. Giới thiệu bạn bè tạo tài khoản trên cửa hàng trực tuyến sẽ được cộng điểm. Đó, đây là một trong những cái tính năng mà để kích thích cho membership của chúng ta trở thành những cái người promoter, những người mà tiếp thị, họ sẽ đi giới thiệu sản phẩm cho mình miễn phí ha, mình không có mất tiền để trả tiền marketing cho họ, trả tiền quảng cáo cho họ gì hết. Nhưng mà khi họ giới thiệu bạn bè như thế thì họ sẽ được cái quyền lợi là được hưởng điểm số. À, mình sẽ thưởng điểm cho họ. Đấy, rất là hay anh chị ha. Này. Đó. Rồi, giới thiệu bạn bè quan tâm đến cửa hàng trực tuyến, tức có nghĩa là mình sẽ làm thế nào để mà cho họ đi giới thiệu cái cửa hàng trực tuyến, là cái website các anh chị. À, cái website của mình á, đây, cái website của mình đây ha. Đấy. Thì em ví dụ giống như là em là thành viên trong cửa hàng của anh chị đi ha, em muốn được điểm thưởng này thì em sẽ lấy cái link website này như thế nào đó, em đi giới thiệu cho bạn bè em để người ta truy cập vào trong đây, người ta xem qua cái cửa hàng của mình, xem sản phẩm trên cửa hàng của mình. À, thì cái mục đích để làm gì? Thứ nhất là không cần biết là người ta có mua hay không mua ha, người ta chỉ cần vô xem thôi thì mình ngay lập tức đã được một cái lượng traffic rồi, một phiên rồi. Nói là người ta vô mình, người ta tham quan website của mình mà. Thì khi ấy làm sao các anh chị, website của mình mà nó có nhiều lượt traffic, mọi người đều vào xem, vào xem nhiều như thế thì cái cơ hội mà mình lên top trên Google nó rất là cao, đúng không ạ? Đó là cái mục đích đầu tiên, là để mình tăng để mình tăng cái traffic cho website. Còn cái mục đích tiếp theo là cái gì? À, khi mà họ vô mua, họ vô họ xem cửa hàng vậy á, lỡ nhiều khi là họ có cái nhu cầu mua hàng thì sao, phát sinh ra nhu cầu mua hàng á, giờ thấy sản phẩm ngon quá, đẹp mắt quá, họ bấm họ mua, thì lúc ấy mình lại có cái doanh thu, cái doanh số của mình, đúng không ạ? Rồi, đó là hai cái trong chuyện trong tương lai tụi em sẽ sắp làm ha anh chị ha. Rồi mình tiếp ha, cái phần version này. Rồi, nó còn tới 5 mục nữa. Rồi, cái mục số 6 này nè, là mình sẽ có cái tính năng là được phép mua sản phẩm ở nhiều chi nhánh trên cùng một đơn hàng. Rồi, để em demo cho mọi người xem. Rồi, bây giờ ha, lấy ví dụ là sản phẩm này đi. Rồi, vậy thì bây giờ bình thường á, mình đi mua hàng là mình chọn cái sản phẩm này, xong mình chọn cái chi nhánh gần mình, à rồi mình mua, mình bấm mình mua hàng, mua ngay thôi ha, hoặc là mình thêm vào giỏ hàng ha. Tuy nhiên là bây giờ em ví dụ giống như là anh chị bán những cái sản phẩm best seller đi, nó cháy hàng luôn rồi đó, mà ở cái chi nhánh gần họ lại chỉ còn có một cái món hàng đó thôi,
Tuy nhiên là họ muốn đặt hai món để họ mua họ tặng cho người yêu của họ hay sao đó, đúng không? Thì bây giờ cần gấp quá rồi. À, muốn nhận gấp quá rồi. Thì á, bây giờ tụi em viết ra thêm cái tính năng là cho phép họ mua những cái chi nhánh khác luôn trên cùng một đơn hàng thôi. Đấy, vậy bây giờ em sẽ làm rõ hơn cái điều em nói nha. Giờ em chọn quận 7 nè, giả dụ như bây giờ quận 7 chỉ còn một đơn ha, mà ở bên cái chi nhánh thứ hai bên Gò Vấp này nè nó lại còn nhiều hơn ha. Thì bây giờ em thêm vào giỏ hàng ở đây một cái. À, tại sao mình không chọn hai đơn ở trên cái chỗ chi nhánh quận Gò Vấp này luôn? Tại sao mất công gì mình đi mua ở quận 7 làm chi? Cơ bản là tiền ship. À, vấn đề đây nó là tiền ship, đúng không ạ? Tại chọn hai đơn này thì ship cũng cũng cao. À, cao quá. À, mình chọn một đơn ở bên này, mình chọn một đơn ở bên này. Còn không hơi thì khách nào mà muốn chịu chịu luôn tiền ship á thì chọn cả hai đơn ở trên này. À, rồi. Thêm một cái đơn khác ở bên chi nhánh khác. Rồi. Đây là một trong những cái trường hợp mà khách gọi là thích sản phẩm đó quá đi ha, thì khách phải chịu làm gì như thế. À, còn không thôi thì khách chờ đợi, khách đợi thôi, khách đợi mình về hàng, mình có hàng thôi anh chị ha. Rồi đây ha, một cái ở bên quận 7, một cái ở bên cái quận khác ha, hoặc chỉ là cái sản phẩm đó nó có ở trên cái chi nhánh đó thôi. Ừ, bắt buộc thì mình cũng muốn mua quá thì mình mua. Nha, em bấm tiếp tục nè. Rồi, bắt đầu em cái demo này cho phép em chọn cái chuyển khoản ngân hàng ha, bởi vì trong cái phần này nó cũng có thêm một cái chút cải tiến. Rồi, chọn shop tự vận chuyển. À, cái sản phẩm này đang bật shop tự vận chuyển. Rồi, tiếp tục này. Rồi, tiếp tục. Khi mà có được cái thông báo đặt hàng thành công như thế này rồi ha, đối với những cái đơn hàng mà người ta chuyển khoản cho mình đó các anh chị, thì người ta sẽ phải bấm vào trong cái dòng này, bấm vào xem nội dung chuyển khoản nè. Thì những cái việc như thế này á là anh chị hãy viết thông báo trên website giùm em nha, thì người ta mới biết được. Chứ không thôi người ta bấm chuyển khoản ngân hàng mà người ta không có biết được cái thông tin tài khoản ngân hàng của mình, cũng giống như là cái nội dung chuyển khoản phải ghi cái gì á, thì nó cũng khó và bất cập cho người ta lắm. À, rồi ở đây thì đồng ý là có thông tin tài khoản ngân hàng nè, nhưng mà nội dung là sao, ghi nội dung cái gì đây, thì phải bấm vào đây để biết. Rồi. Đó, khi em vào nội dung chuyển khoản nè, thứ nhất là em sẽ thấy được cái mã mua hàng của em ha. Cái dòng tiếp theo nè, cái dòng em quan tâm, em là người mua nè, thì em sẽ quan tâm đến cái dòng là nhập nội dung chuyển khoản là gì. Đó, em nhập cái mã mua hàng gạch máy với cái số điện thoại của em ha. Đó, mình copy hết cái dòng này, cái người mua nhiệm vụ của họ phải copy hết cái dòng này, họ gắn vào cái phần nội dung đấy. Rồi, mã đơn hàng sẽ được tạo ra lần lượt mua này. Đây là hai cái mã đơn hàng của mình, nó sẽ tạo ra hai mã đơn cho hai chi nhánh khác nhau để làm gì, để nó trừ kho đó. Đơn hàng ở chỗ nào á, thì nó trừ cái sản phẩm vào kho của bên cái chi nhánh đó ha. Rồi, đây là mã mua hàng anh chị ha, còn đây là cái mã đơn hàng, hai cái cụm từ này nó khác nhau đó. Bởi vì bây giờ em sẽ làm cho quý anh chị coi này, đối với mã mua hàng này mình copy cái mã mua hàng này ha, bắt đầu này. Đó, người người bán người ta nhận được cái thông tin chuyển khoản với cái nội dung đây, cái mã mua hàng này, thì lập tức là anh chị sẽ phải nhớ giùm em đây là mã mua hàng để mình đi vô trong phần đơn hàng mình tra nó ra ha. Vô đơn hàng nè, bắt đầu anh chị lưu ý giùm em là em làm chậm chậm nha. Vô trong đơn hàng ha, rồi mình đi tới cái ô mà có tên khách hàng gì đó, mình bấm sổ nó ra. Rồi mình kéo xuống tới cái dòng mã mua hàng ha, bắt đầu anh chị quăng cái đoạn số đó vô đấy, bắt đầu nó cho ra anh chị hai cái đơn này, đúng không? Hai đơn này, lỡ như mà người khách đó chưa có chuyển khoản cho mình
mà bấm lại một dãy số nào đó hay sao đó, thì trong đây nó cũng không có thấy, nó không có thấy đơn hàng ở đây, đúng không? Giả dụ như người ta chưa có đặt á, em lấy ví dụ người ta chưa có đặt đặt lộn hay như thế nào á, mà người ta bấm chuyển khoản ngân hàng cho mình cái mã đơn đó, hoặc là người ta nhập sai mã đơn hay như thế nào đó, thì nó sẽ không ra cái đơn ha, phải đúng cái mã đơn hàng đó. Cái mã mua hàng chứ, em xin lỗi, cái mã mua hàng này thì nó mới cho ra những cái đơn như thế này. Rồi thì bây giờ cái người nhân viên đó họ phải xác nhận đơn hàng, được không ạ? Rồi xác nhận này để cho shipper họ qua họ vận chuyển. Rồi tương tự đối với cái đơn hàng còn lại. Đó. Mình xác nhận đơn ha. Đó. Khi mà xác nhận xong cái là nó chuyển vào trạng thái đang giao nè. Còn mình chưa có xác nhận như thế này á, là shipper đợi hoài luôn cũng không có qua lấy. Shipper cũng sẽ không qua lấy hàng của mình để mà đi giao nữa. Mình phải xác nhận đơn hàng nha quý anh chị nha, thì nó mới đi giao được. Đây. Rồi, hai cái mã này là hai cái mã đơn ha, một cái 28 một cái 29 ha anh chị ha. Rồi, tiếp tục luôn ạ. COM, mình sẽ có cái cải tiến cho cái phần COM này, quản trị khách hàng của mình này. Mình thêm cái tính năng gộp khách hàng và phân nhóm dữ liệu cộng tác viên dropship. Rồi, đi qua COM này. Nó sẽ nằm trong cái mục khách hàng nha anh chị. Khách hàng. Chọn vô khách hàng. Thì đây, tính năng mới của mình, gộp khách hàng. Thì cái tính năng này ra đời để làm gì? Tại vì á anh chị, trước đây cái hệ thống của mình á, nó hay có bị trường hợp bị trùng. Ví dụ như là khách hàng mua trên landing page đi. Khách hàng mua trên đó thì khách hàng để số điện thoại hay là tên của khách hàng khi mình giao giao địa chỉ giao hàng á, thì nó lại bị trùng với lại cái thông tin mà khách hàng tạo ra trang cá nhân. Nó trùng vậy thì nó rất là khó chịu. Kiểu như là người ta mua 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 thực hiện đơn hàng đi nhưng mà người ta không có được nhận điểm số hay sao đó. Tại vì nó lại hiểu nhầm qua một cái thông tin khác, đúng không? Cái thông tin mà bị trùng sau này á, mua trên landing page á, thì không may nó cộng điểm cho cái người đó. Thì bây giờ khách phát hiện ra như thế nào đó thì khách liên hệ với bên phía mình để mà mình gộp hai cái số này. Hoặc là khách có nhiều số điện thoại đi, cũng là một ông khách đó luôn á, nhưng mà ông có nhiều số điện thoại, bây giờ ông muốn đặt hàng ở tùm lum số điện thoại hết, tuy nhiên là ông vẫn muốn được nhận điểm nha, thì mình có cái tính năng gộp lại cho họ. Giả dụ giống như là cái ông này, ông vô danh này không có tên tuổi gì hết, nhưng mà thật ra hả, chat lên thì biết ổng là ông Nam Nguyễn. Hai ông đều là một ha, mặc dù hai số điện thoại khác nhau đó, thì mình gộp lại thành một người ha anh chị ha. Mình gộp mình tiếp tục nè. Rồi rồi cái điểm này á thì nó sẽ gộp, nó sẽ được cập nhật lại sau khi mà mình xác nhận, bấm xác nhận mình gộp á. Đây đây thì có những cái thông tin như thế này, xác nhận đó. Rồi cập nhật thành công rồi ha mọi người ha, chỉ cần làm một cái thao tác nhỏ như vậy thôi, đó là cái tính năng gộp khách hàng trong version này. Rồi và thêm một cái lưu ý nữa là những khách nào mà nhập form liên hệ của chúng ta, khi mà mình mở ở ở dưới chân trang á, cái form liên hệ đó thì nó cũng hay có trường hợp bị trùng thông tin lắm. Rồi tiếp đến là mình qua cái phần phân nhóm anh chị ha. Phân nhóm này thì trước đây phân nhóm của mình á chỉ có ba mục thôi: thông tin khách hàng, thông tin đơn hàng, sản phẩm đã mua, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ mình có thêm cái mục tiếp theo, đó chính là dữ liệu cộng tác viên dropship. Đây là sao ta? Rất là hay khi mà chúng ta có thể gộp lại được danh sách khách hàng gián tiếp của mình thông qua các bạn mà đi rải link, đúng không ạ? Mình có thông tin data của họ rồi, thì bây giờ mình gộp lại cho họ thành một nhóm như thế. Mình làm những cái chương trình remarketing họ tiếp tục. Đúng không ạ? Mình sẽ gửi thông báo đẩy cho họ, gửi email marketing cho họ, để khuyến khích họ là tiếp tục mua sản phẩm như thế nào đó. Thì mình có thể cái phần COM, phần nhóm ra dữ liệu cộng tác viên dropship như thế này. Tức có nghĩa những khách hàng nào gián tiếp đến từ cộng tác viên, mình sẽ lọc ra được hết vô một nhóm nha các anh chị Hãy ha. Và thậm chí cái mục nè,
cái mục dữ liệu cộng tác viên Gossip như thế này nè, khi mà mình cho ra được một nhóm rồi đó, mình có thể kết hợp với lại cái bộ sưu tập lúc nãy, cái bộ sưu tập mà mình gắn gắn cho từng nhóm khách hàng riêng biệt đó các anh chị. À, thì những người cái khách hàng mà gọi là mua mua qua đường link như thế này nè sẽ được nhìn thấy những cái bộ sưu tập đặc biệt dành cho họ ha. Đó cũng là một ý tưởng hay để mà chúng ta gọi là tri ân khách hàng của mình. Rồi thì đến cái phần này, em ví dụ em đặt là khách dropship đi. Rồi, dữ liệu cộng tác viên dropship ha. Hàm sổ ra, hiện tại là mình đang chỉ có một điều kiện là ngày đăng ký thôi. Thì á, các anh chị lưu ý giùm em, mình để sau ngày là nó đúng nhất. Ha, mình để sau ngày á, nếu như mình có cái mục đích gọi là gom hết tất cả những người khách hàng sau cái ngày mà mình thiết lập ra cái mô hình cộng tác viên này thì nó sẽ gom hết luôn. Ha. Hoặc là mình để trước ngày thì là mình muốn chọn cái dữ liệu cộng tác viên như nhóm đối tượng khách hàng trước cái ngày mình mong muốn. Còn nếu mà em làm thì em sẽ để sau ngày để em muốn tổng hợp hết tất cả những người mà đến từ cộng tác viên gossip vô một nhóm thôi. À, ví dụ là cửa hàng của em thiết lập ra cái hệ thống cộng tác viên này vào ngày 1 tháng 6 năm 2023 đó ha, 1 tháng 6 năm 2023 này đó, bắt đầu em lưu lại, hoặc là năm 2022 đi, 2022 đó, lưu lại ra được 4 người ha. Đó, mình có được 4 khách hàng đó quý anh chị ha. Rồi, như vậy là mình đã làm ra được cái cụm nhóm này đối với khách hàng gossip của mình. Rồi, tiếp tục. Cải tiến phân quyền cho nhân viên. Các anh chị ơi, đây là một phần cải tiến lớn luôn đó nha. Phân quyền cho nhân viên của mình rất là hay. Khi mà mình mua hệ thống về rồi thì không phải là mình tất bật mình làm hết tất cả trong này. Mình sẽ phân quyền cho họ, cho những người làm dưới mình, cho nhân viên của mình vô để mà quản trị được, à làm việc được trên hệ thống này luôn. Đấy, thì bây giờ đây là một cái tính năng cải tiến mới và nó chia nhỏ ra các quyền luôn các anh chị. Hay lắm, mình vô đây mình xem ha. Vô phần cài đặt rồi đi tới quản lý nhân viên này. Đó, khi mà em quản lý nhân viên á, là em sẽ tạo ra những cái thông tin của người ta. Nhưng mà trước đó là em cần phải làm ra những cái nhóm quyền. À, em chọn vô phần phân quyền này. Rồi, em có làm ra sẵn một cái nhân viên content marketing này. Có 3 người trong này nè. Đó, 3 người làm việc trong cái nhóm này. Thì thêm nhóm phân quyền ha. Mình sẽ thấy gì? À, tên nhóm này, mô tả này. Ví dụ giống như là nhân viên chốt đơn đi. Nhân viên tư vấn. Nhân viên tư vấn ha. Thì bây giờ xong, mình kéo xuống nhóm quyền của mình nè, rất là nhiều anh chị. Đây, thì mấy cái việc này là cái người mà nào mà set up cửa hàng của mình á thì cho họ làm. Nhưng mà cái phần chốt đơn này em thấy nó rất là thích hợp vô Facebook, Zalo nè ha. Đó, chốt đơn ở trên Facebook nè. Sổ ra nè, cho họ vô trong phần Facebook, Zalo để họ chốt đơn thôi. Nhưng mà hả, em không muốn cho họ sửa tin nhắn broadcast, em bỏ đi. Ha. Em cũng không cho họ xóa những cái này luôn, đúng không ạ? Đó, không cho họ làm phần này, chỉ mình làm thôi, hoặc là những cái gì mà bảo mật hay gì đó thì mình không cho. À, rồi đây là cái tính năng mà để giúp chúng ta phân quyền cho nhân viên của mình ha. Rồi thì á, Facebook á, mình được phép kết nối 500 fanpage. À, mọi người còn nhớ không ạ? Được phép kết nối 500 fanpage. Thì hiện tại là mình chưa có cái cải tiến gọi là phân quyền ra rõ người nào sẽ vô cái fanpage nào để mà trực đúng cái fanpage đó thôi, thì mình chưa có anh chị ha. Tuy nhiên á, là trên cái phần mà Go Chat á, nó có cái câu chuyện gọi là mình sẽ được phép chỉ định nhân viên trên cái hội thoại. À, ví dụ chị Thục Tâm này đi, chưa có ai là được chỉ định vô hết á. Giờ em chỉ định bé Tâm này vô chị này. À, thì cái bạn mà nhân viên này nè, bạn cầm cái tài khoản của bạn đi vô đăng nhập vô hệ thống á, là bạn sẽ ngay lập tức sẽ thấy được là chị Thục Tâm, mình được chỉ định để mà làm việc với chị Thục Tâm này ha. Thì hiện tại là tụi em chưa có cái phần mà phân quyền rõ cho từng cái fanpage như vậy, nhưng mà sẽ được phân quyền vô trong từng cái cuộc hội thoại như thế này là có rồi nha.
Rồi, quay lại với cái phân quyền cho nhân viên. À, rất là hay các anh chị ha, mình coi từ từ ha. Cũng giống như là bây giờ ha, em có những cái người làm content marketing của em đi, ví dụ là vậy. Rồi bình thường thì ngày trước á, mình cho vô cửa hàng trực tuyến là bắt đầu là họ sẽ làm được hết trong đó luôn, họ xem được cái phần thiết kế giao diện, họ chỉnh sửa này kia luôn, trang rồi danh mục đó, domain này kia, cái thứ nâng cao nữa. Nâng cao là gì? Là những cái mà ví dụ bật tắt trò chuyện qua Facebook này, xem xóa mã Google Analytics này. À mình bây giờ mình không muốn, tại vì họ không có đúng chức năng của họ. Họ chỉ cần làm việc trong cái phần log thôi, đúng không? À đây. Đây là một cái bạn nhân viên làm content marketing. Bạn này chuyên là viết bài đăng ở trên các đàn trên cửa hàng trực tuyến của mình. Đó, thì mình cho bạn đúng vô cái phân quyền viết log thôi. Đúng ạ. Còn các bạn mà làm thiết kế thì sao? Bạn thiết kế thì bạn vô đúng cái phần giao diện này. À, đó, để bạn chỉnh sửa, được phép chỉnh sửa tùm lum trong cái phần giao diện. Đó. Rồi. Thì mình khi mà mình tích xong á thì mình lưu lại anh chị ha. Mình lưu lại, nó sẽ lập tức tạo ra một cái nhóm quyền mới. Đó. Mình lưu lại, nó sẽ tạo ra cái nhóm quyền mới ha. Hiện tại chưa có nhân viên nào hết, nhiệm vụ của mình là phải thêm nhân viên vào đó. Chị bắt đầu mình thêm nhân viên ha. Đây, tên gì, tên chi, rồi anh chị phải lấy đúng cái email của bạn. À, mình lấy email của bạn đó, mình điền vào đây để khi mà mình thêm thành công á là người ta sẽ nhận được một cái mail gửi về cho người ta, là cái gì trong đó gồm có ID, là cái tài khoản người ta, với lại cái password để mà người ta truy cập vào trong hệ thống của mình chỉ là ta làm. Đó. Bắt đầu mình chọn nhóm quyền nè. Rồi. Mình chọn chi nhánh nè. Bạn này làm việc trên tất cả các chi nhánh của mình luôn ha, và mình lưu lại thôi các anh chị nha. Chỉ cần lưu lại thôi là được. Rồi, đó là cái phần nhóm quyền của mình. Anh chị xem thêm không, em mở thêm này. Có rất là nhiều. Trang chủ, go chat, sản phẩm dịch vụ, đơn hàng, đặt chỗ ưu đãi, khách hàng tổng đài. À, bạn nào làm trực tổng đài hay gì đó chỉ cần là vô phần này thôi. Sổ quỹ này, phân tích đây. Đây thì cái phần phân tích này là của chủ cửa hàng ha. Rồi, rồi Lazada, Shopee đó, TikTok này mình cũng sẽ có ở đây luôn. Bạn nào làm đúng cái nào thì nhận nhiệm vụ làm đúng cái khoản đó thôi. Rồi mình còn hai cái nữa ha anh chị ha. Cải tiến chuông thông báo theo nhóm. Đây, ngày trước thì cái chuông thông báo của mình, cách đây cái version trước thì cũng đã có rồi. Tuy nhiên là hồi trước thì sẽ gom lại thành một cái mục tất cả hết, một cụm nhị hết, thì nhìn nó sẽ không có được rõ ràng. Nhưng mà bây giờ thì mình sẽ chia rõ ra thông báo về cái hạng mục gì. Ví dụ thông báo trong kho hàng, có cái lịch sử ra vô như thế nào đó, hoặc là có sản phẩm sắp hết, sắp bị cạn rồi, tồn kho rồi, sẽ cảnh báo tồn kho này, có sản phẩm là đang bị rớt xuống cái giới hạn tồn kho của mình rồi thì sẽ thành công, thì sẽ cảnh báo lên ha, có thông báo lên như thế này, đây cái bánh trứng muối này nè đó. Đây thì mình thấy được thì mình click vô để mà mình xem. Cũng giống như là lô hạn. Lô hạn này là cảnh báo hết đấy anh chị ha, sản phẩm đã hết hạn này các anh chị đó, nó thông báo cho mình biết như vậy. Hoặc là các gói dịch vụ, các gói dịch vụ nào sắp hết hạn đó, thì cũng sẽ thông báo ở đây đó. Những cái tài khoản hay là những một cái số thông tin khác nó sẽ thông báo trên đây cho mình rồi, lựa chọn vô và mình coi thôi anh chị ha. Đó, đó là cái mục mà cải tiến cho cái phần mà chuông thông báo ở đây rồi. Và cuối cùng là lúc nãy là em có nhắc tới cái dòng cảnh báo tồn kho, thì bên em cũng đã cải tiến cho cái phần này rồi. Trước đây thì cảnh báo tồn kho của mình á, khi mà nó rớt xuống cái con số không luôn, là sản phẩm như thế này mà còn có không sản phẩm thôi, thì bắt đầu bên hệ thống sẽ gửi mail về đúng không ạ, đó sẽ phải cảnh báo cho khách hàng. Tuy nhiên là bây giờ mình sẽ có cái hạng mục là đặt cái số lượng tồn kho, chứ không phải là đợi hết tới con số 0 thì mới báo. Như vậy thì không còn kịp nữa, muộn mất rồi đúng không ạ, mình không có kịp nhập hàng về. Thì bây giờ rồi em tích chọn vô sản phẩm bánh trứng muối này ha.
Đó. Mình chọn vô đúng cái sản phẩm mà mình muốn đặt tồn kho cho nó. Rồi kéo xuống, kéo xuống, kéo xuống. Đây là một cái sản phẩm mà nó có phân loại. À, anh chị lưu ý giùm em ha. Những sản phẩm nào có phân loại á, thì mình phải đi cập nhật tồn kho á, bằng cách là mình kéo xuống cái phần phân loại của nó nè. Đây, phân loại theo SKU nè. À. Bắt đầu mình mới kéo qua, mình dùng con chuột mình rê qua cái này. Rồi, mình bấm vô cái nút chỉnh sửa. Rồi, bây giờ anh chị nhìn giùm em ha, em đang kéo chuột xuống nè. Xuống xuống xuống. Rồi, cái dòng cảnh báo tồn kho nó sẽ nằm ở đây. Rồi, anh chị lưu ý giùm em bấm vào nút cảnh báo tồn kho giùm em. Điền số vô được mà. À, ví dụ là còn 100 cái là báo nha, hoặc là còn 10 cái báo nha. Đó, báo để mà mình biết mình còn đi nhập hàng nữa. Ha. Rồi, khi mà điền số xong thì anh chị lưu lại giùm em nha. Mình lưu lại nè. Rồi. Đó, cập nhật thành công rồi nè. Rồi, ok ha. Còn đối với những cái sản phẩm nào mà không có phân loại thì nó đơn giản hơn các anh chị. Đây. Sản phẩm mà không có phân loại á thì nó sẽ cho mình thấy ngay tại đây luôn. Đây. Ví dụ em mở cái sản phẩm này nó không có phân loại gì hết nè. Đó, phân loại hàng nó không có nè. Thì nó cảnh báo tồn kho nó sẽ nằm ở đây. Đó, mình mở vô là mình thấy liền. Đó, bấm vô. Rồi, cũng 10 cái ha. Rồi, lưu lại. Rồi, cập nhật thành công. Đó, như vậy là những cái sản phẩm mà mình đặt tồn kho cho nó thành công rồi á, thì đến cái lúc mà mình bán hết cái sản phẩm đó còn đúng lại cái số lượng mà mình đã đặt trước như vậy á, thì nó sẽ báo cho mình biết trong kho còn đúng 10 cái, à chuẩn bị nhập hàng thêm á. À, rồi vậy thì bây giờ làm cách nào để mà chúng ta lọc ra được những cái sản phẩm mà đang bị tồn kho, à những sản phẩm mà có đặt á, đặt đặt tồn kho á, thì anh chị lưu ý giùm em mình vô phần sản phẩm xong mình đi tới kho sản phẩm ha. Đó, xong bắt đầu mình chọn bộ lọc nè. Rồi, mình bấm vô cái mục là sản phẩm cảnh báo tồn kho. Đó. Khi mà mình bấm hoàn tất ra thì nó sẽ liệt kê ra cho mình những sản phẩm mà mình có đặt tồn kho ở đây. Ha. Rồi. Như vậy là em đã trình bày xong hết tất cả những cái tính năng, à, một số những cái tính năng được chọn lọc trong cái version ở lần này. À, không biết là quý anh chị mình có cái câu hỏi nào không ạ? À? Chúng ta cùng chờ đợi ha các anh chị ha. Buổi tối ngày hôm nay thì em nhận được thông tin là sẽ cập nhật cái tính năng, cái những tính năng trong version 4.2 này lên trên sóng. À. Dạ không có ai hỏi gì hết thì cho phép em xin được kết thúc cái buổi hướng dẫn ngày hôm nay tại đây. Rồi, hy vọng là trong những thời gian sắp tới là sẽ được gặp gỡ các anh chị nhiều hơn. À, cũng giống như là những tất cả những cái tính năng mới này đều sẽ được lồng ghép vào các cái chủ đề, à, để mà chúng em sẽ làm tốt hơn cho quý anh chị. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người.